Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cùng làm quen với con robot Xbox của OH Steam. OH Steam. Đây là cái tay gắp sử dụng hai động cơ servo. Tí nữa chúng ta sẽ đến một lắp tay gắp, chúng ta sẽ sang phần đấy nhé. Đây, tay gắp ta bỏ sang đây. Kế tiếp ta sang linh kiện thứ hai trong hộp robot stem này. Đây là tay điều khiển từ xa kết nối bluetooth để điều khiển robot. Thay vì việc sử dụng app để điều khiển trên điện thoại thì ta sử dụng tay PS này để điều khiển robot của mình thì nó sẽ mượt hơn. Rồi, tí nữa ta sang khâu. Còn đây là cái bộ robot Xteam Xbox. Đây là một kit robot giáo dục rất phù hợp đối với các bạn học lập trình. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện lắp ráp con robot này. Tên nó là robot Xbox. Nào, chúng ta cùng nhìn nhé. Thành phần của hộp đựng hàng bao gồm có robot Xbox, phụ kiện bắn bóng, tay gắp nâng, tay điều khiển gamepad V2 kèm theo các module. Bộ thiết bị của nó thì bao gồm có khá nhiều bộ thiết bị kèm theo ở đây. Các bạn nhận thấy nó có một cái danh sách các thiết bị. Chọn gói cái bộ thiết bị này nó là 3.413.000. Đã giá đã của đã được giảm giá khá nhiều so với các hãng khác. Bước đầu tiên ta sẽ tìm hiểu qua cái việc lắp ra các cái thiết bị này. Ta sẽ bỏ nó sang đây. Không biết là trong vòng 30 phút chúng ta có sẽ lắp ráp con robot này thành công không. Robot có rất nhiều các cái chức năng và chúng ta sẽ tìm hiểu qua. Đấy. Ta có robot Xbox có thể lắp ráp các thành phần, chức năng tránh vật cản, rồi chức năng điều khiển bằng điều khiển tay, sử dụng module chuyển động, module di chuyển động cơ linh hoạt, kết hợp với tránh vật cản. Rồi ta có thể kết nối thông qua các cái điện thoại di động, qua thông qua các cái app ứng dụng. Ta sẽ vừa cốt vừa lập trình nó. Còn ở phía bên này xem nào. Về hướng dẫn lập trình thì theo trong module ở đây người ta hướng dẫn là ta có thể thực hiện lập trình kéo thả hoặc là lập trình cốt. Sau đó ta thực hiện kết nối thông qua bluetooth hoặc là kết nối thông qua dây. Đây là một số các mô hình con robot này có thể lắp ráp được với cái mô hình mở rộng. Nói vậy thôi, chúng ta cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu các cái thiết bị đó các bạn nhé. Có bản nâng cấp cả cái giò lai, cái con giò lai của con Xbox này hay là nó sử dụng 4 mắt chứ không giống như các cái con robot khác nó chỉ sử dụng 2 mắt. Khi nó 4 mắt tức là nó sẽ di chuyển, nó dò được cái lai rộng hơn để nó quyết định rẽ trái hay rẽ phải hay đi thẳng. Ở đây ta có quyển hướng dẫn lắp ráp và chúng ta sẽ đi theo cái quyển hướng dẫn này. Lắp ráp robot. Đầu tiên ta chọn khung xe, mạch điều khiển, hộp bảo vệ, động cơ cảm biến giò lai, cảm biến khoảng cách, bánh đa hướng, vít ốc pin, đai cố định, rồi ốc vít. Rồi đây các loại ốc vít, rồi chủ đồng, dây tín hiệu. Theo hướng dẫn thì đầu tiên ta sẽ lắp ráp động cơ trước. Chúng ta cùng mở cái ra nhé. Ở buổi trước thì đã review với các bạn là cái mở hộp unbox cái hộp động cơ. Đây là tay cắt tín hiệu taxi của Hoco. Trong hộp động cơ này nó có rất nhiều linh kiện làm khá chắc chắn. Thì tin chắc thế đi. Khi các bạn trang bị cái nội dung trang bị cái này thì các em hoàn toàn có thể bảo quản cái sản phẩm của mình tốt. Đấy, đây là khung của động cơ bằng nhôm khá dày dặn. Hiện nay có rất nhiều các cái robot stem giáo dục mới mà các bạn có thể
tìm hiểu thấy trên mạng, mà với mỗi con robot nó có những cái ưu điểm riêng. Mình chọn con robot này bởi vì cái chỉ số của nó quá cao, bởi vì xử lý của nó cao, khả năng kết nối các loại module cổng chờ nhiều. Đây là trong bộ thiết bị, nó gồm có nhiều thiết bị bên trong nữa, gồm có pin, bánh xe, cần đặt chuyển di chuyển đa hướng, ốc vít, bộ sạc cấp nguồn. Trong lúc chúng ta lắp này thì ta sẽ tranh thủ đi sạc nguồn trước. Cắm sạc vào đây, chúng ta tranh thủ sạc để thấy xem quanh cái cắm sạc là hợp lý. Các bạn lưu ý thì các cái thiết bị như này thì ta không nên sạc qua đêm nhé, ta chỉ sạc đủ cái thời gian ra dùng thôi, sạc adapter 8.4V. Khi các bạn sạc để ý cái đầu nó báo đỏ thì khi đó điện nó mới bắt đầu sạc vào cho mạch nhé. Ở đây là tu vít, là công cụ chính là để chúng ta sẽ lắp ráp vào đây. Đây là bộ thiết bị, chúng ta bỏ gọn sang đây và lắp ráp từng thành phần một. Dây nguồn ta cũng bỏ sang đây, carbon mạch. Đây, bộ vi xử lý của nó sẽ nằm ở đây. Đây cũng sẽ cắm đi đây. Đây ta có hai con động cơ giảm tốc của NK11S, động cơ giảm tốc tỷ lệ 8:1. Cái này của Gearbox. Con này trông cứng cáp hơn nhiều so với con động cơ vàng vàng mà thầy hay dùng. Thế ta có hai con động cơ giảm tốc, một con sẽ chạy bên trái, một con chạy bên phải các bạn nhé. Khi các bạn cắm kết nối với cái con nào, đây là cảm biến tránh vật cản, đây là mặt mắt dò lai, còn đây là bộ CPU của mình, tí nữa ta sẽ dùng đến nó. Bỏ gọn sang đây rồi bắt đầu lắp các cái thiết bị. Đây là cái khung xe của chúng ta. Theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ lắp cái bánh này. Khung xe của chúng ta đây. Để quan sát lại. Rồi, các bạn nhìn kỹ hơn. Khung xe này chúng ta sẽ lắp để cho quay đầu. Đây. Trông nó như thế này. Đấy. Ta sẽ lắp các bạn này nhé. Cái này nó có gần như là các cái thiết bị nó tạo ra là rất chi là hợp lý. Ta sẽ sử dụng một con ốc xuyên từ bên này sang bên này, ốc dài. Cái ốc dài này tên nó là không có gì đấy. Đây ta có ốc có bu lông. Theo trên hình vẽ này thì ta có sử dụng lại ốc dài có bu lông. Khi có bu lông của cái hóa ra là cái đai ốc của chúng ta nó để ở một túi riêng nhé. Đây ta sẽ thực hiện này. Ôi, 30 phút không biết thầy chồng mình có lắp xong không. Rồi, ta sẽ tăng tốc lên nhé. Khi các bạn sử dụng có thể dùng một cái khay để đỡ vào thiết bị của mình nó lăn mất. Đây, đai ốc và bu lông M3. Con này M325, tức là chiều dài 2.5 cm. Theo hướng dẫn thì ta sẽ lắp con này ở đây. Đấy, nó có những thanh chờ rất hay. Sau đó ta xuyên con ốc từ bên này sang bên này. Đấy, con ốc nó sẽ nằm ở bên trong này. Ta khéo léo dùng tay giữ con ốc vào. Các bạn lưu ý cũng để di chuyển động cơ về đúng cái các cái G có sẵn nhé. Lắp vào. Thực tế việc lắp con ốc vào trong thì để cho nó mỹ quan hơn thôi. Các bạn hoàn toàn có thể lắp nó bên ngoài. Nhưng rõ ràng việc lắp con ốc kia vào bên trong thì đai ốc bên trong thì nó sẽ làm cho mình dễ vặn hơn. Và khi ta vặn vì động cơ này nó cũng làm bằng nhựa. Nó là các cái robot nhẹ nhàng nên các em cũng vặn vừa tay thôi. Chứ không vặn quá chất tay. Đấy, các bạn thấy nó khá cứng cáp nhé. Để cho mình làm tiếp. Ta đẩy con ốc cố định con ốc thứ nhất rồi ta lắp con ốc thứ hai.
thường người ta sẽ để một cái khay ở phía dưới, hoặc là sử dụng một cái miếng mút hoặc là cái miếng chống sốc người ta vặn ống tu vít này. Các bạn dùng nếu bị mất thì các bạn ra quầy hàng điện nước mua 15k một chiếc, dùng rất thích. Ta vặn ốc vừa tay, ta siết nó vừa tay, bạn theo chiều kim đồng hồ, siết nó lại. Thì ở đây nó có một cái gờ, đây có một cái gờ và hai con ốc ở đây. Vậy thì động cơ của ta sẽ được lắp thẳng phía trên. Tí nữa ta sẽ cài máy nhỏ bên này. Lặp lại công việc này cho cái động cơ bên xe bên phải. Đây động cơ bên phải. Ta lắp tương tự. Thầy đang làm video này quay bằng cái con iPhone 14 chia 2 của thầy. Hy vọng là cái thời điểm nào đấy thầy đổi được con iPhone xịn lại sò hơn thì sẽ, hoặc là hôm nào thầy quay video thì các bạn nào có iPhone xịn thì quay giúp thầy. Sáng ngày mai là ngày 15 tháng 11 thì sẽ có cái cuộc cái buổi tập huấn lắp ráp robot Casebot của tỉnh Yên Bái. Hôm nay đang là ngày 14 tháng 11 năm 2023. Hôm nay thời tiết Yên Bái bắt đầu là lạnh. Hy vọng các bạn nào ở xa có gì về Yên Bái chơi nhé. Yên Bái mùa này thời tiết đấy. Như vậy sau khi lắp xong hai con robot này thì các bạn quan sát hai con này nó phải lắp được cân đối, các cái vị trí thanh gờ nó được cài theo đúng cái khe khớp của nó. Cái trục nó phải nằm ở giữa tâm. Khi dùng người ta sẽ cố gắng vặn vừa tay để các con ốc nó, để động cơ của ta chắc chắn. Như vậy thì tới thời điểm này chúng ta đã lắp được hai cái động cơ ở hai bên là nó khá chắc chắn rồi. Về sang bước thứ ba thì ở cái không gian này chúng ta sẽ bỏ quả pin vào. Theo hướng dẫn thì thầy trò mình sẽ bỏ quả pin vào đây. Theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ bỏ quả pin ở đây, ta giải cái dây này ra. Đấy, ta sẽ đặt quả pin ở đây. Đấy, quả pin của chúng ta để ở trong động cơ này nhé. Theo hướng dẫn thì dây của quả pin ta để ở đâu nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ thò hai cái dây này. Đây là cái dây dán để giữ cố định quả pin với thân xe. Theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ luồn. Ta luồn cái khe này rồi. Với các bộ robot khác nếu mà không có cái thanh này thì các bạn dùng cái dây rút, dây nhựa rút hoặc là dùng cái gì, hoặc là băng dính hai mạch hay là dùng cái gì cũng được nhé. Tóm lại rút, miễn là rút được sao cho quả pin nó cố định. Theo hướng dẫn thì cái đuôi của quả pin nó sẽ nằm ở phía sát ở đây. Quả pin ta đẩy sát ở phía đầu như này. Chúng ta giữ ở tâm đây, ta kéo nhẹ cái này ra đây. Khi đó ở phía mặt bên này ta sẽ tiến hành dán nó lại. Vì sau khi thực hành robot mô hình này xong, muốn lắp mô hình khác ta lại tháo ra mà. Nhưng cái này ta về cơ bản ta chỉ thực hiện là đính nó lại để cho nó đỡ lọc sọc khi di chuyển, khi làm nhiệm vụ đó. Các bạn cứ dán vừa tay. Đấy. Cái đồ thừa thì ta có thể đẩy nó xuống dưới cho nó đẹp. Còn không ta cứ để tạm đấy nhá. Đấy. Như vậy. Thế đây ta đã cố định được quả pin rồi. Theo hướng dẫn thì đầu dây của quả pin nó sẽ được lệch sang bên tay trái. Các bạn chờ đây. Để dán cái này ra. Để bật úp cái đằng này xuống. Để cho quả pin cái đầu dây nó lọt sang bên tay trái như hướng dẫn ở trong hình. Ở trong với mỗi bộ kit code khác nhau thì nó sẽ có dây. Các bạn có thể luồn cái thằng này vào bên trong. Con này ta sẽ để đây. Thì 8 giờ thầy có ca dạy nên thầy đang phải làm cách thần tốc. Rồi sau khi thực hiện xong con này xong rồi. Như vậy quả pin đã được dán xong, đai cố định đã cố định xong. Thì ta sang bước kế tiếp. Bước kế tiếp của chúng ta là sẽ lắp cảm biến
dò lai. Ok, con cảm biến dò lai của thầy nó là ở đây. Cảm biến dò lai vì nó là bằng nhựa và nó có các mắt đọc, nên khi các bạn dùng nó, các bạn cầm thật cẩn thận nhẹ nhàng nhé. Trong quá trình dùng, nếu cái mắt đọc này bị bẩn thì các bạn sử dụng cái bông ngoái tai của ta ấy, ta lau nhẹ bên trên để hơi ẩm nó bằng nước gì cũng được, nhưng không sử dụng cồn nữa nhé. Đây là nó một cái vi mạch. Cũng gợi ý luôn các bạn là bởi vì những cái bảng này bằng vi mạch, nên sau khi các bạn sử dụng robot xong, các em nên dùng lưu trữ cái con robot này trong các tủ hút ẩm, ví dụ như tủ hút ẩm của máy ảnh. Cái tủ giá tủ hút ẩm các bạn có thể lên trên Google tìm. Đấy. Ở đây thì ta có cái vị trí đặt lắp robot, các bạn nhìn thấy. Khi ta lắp ở đây thì theo hướng dẫn thì ta sẽ đặt con này ở vị trí này. Đấy, để thầy tìm xem nó đang còn có cái gờ màu đen. À, cái này là cái bánh xoay đa hướng. Bánh xoay đa hướng của thầy thì đấy. Bạn chờ một giây nhé, xem bánh xoay đa hướng của thầy. Đây là. Ở đây nó có một cái gọi là bánh xoay đa hướng. Lưu ý các bạn thực hành xong các thiết bị trong ở túi nào, các bạn bỏ những thiết bị ở túi đấy, để lần sau các bạn có quên thì vẫn nhớ ra nó nhé. Đấy, bánh xoay đa hướng. Bánh xoay đa hướng ta xoay về hướng này. Này, ta lắp vào đây. Đấy. Đó. Cho, bởi vì cái thanh này nó có ren sẵn, nên các bạn sẽ sử dụng cái ốc có ren để ta sẽ lắp nó vào đây. Thầy cũng chưa hình dung là khi lắp ra. Bạn chờ thầy một giây nhé, để thầy lấy con ốc nào, ốc có mũ. Cả hai con này đều có mũ. Đây, chip này, ốc này là ốc M4. Ở đây nó bảo là vít M10. Vít M10. Ở đây nó vít M10 là cái vít này các bạn nhé. Vít có mũ M10. Còn đây là M310. Ta lấy 2 vít. Việc nói chung là cái việc mà học làm robot ấy, thì ta để ý là khi mà ta dùng thì ta lúc đầu thì ta dùng theo hướng dẫn của nhà cung cấp lắp ráp, còn sau đó thì mọi người sẽ có những tự nghĩ và tự sáng tạo ra những cái bài về bài mới để ta có thể chủ động lập trình làm cái đó. Cái tu vít này ta nhận thấy rằng nó có nam châm các bạn nhé. Có 500 nên khi lắp thì nó sẽ dễ hơn. Nếu có bạn nào khéo tay thì các em có thể lắp cái con ốc này sang đây trước. Đấy. Tôi lắp con ốc vặn vào đây. Thì bạn con này ốc này bị lỏng, như vậy con ốc này có khả năng là không phải chip M10 mà phải lấy con M13 ra. Con M10 này nó hơi bé. Tốt nhất ta nên thử gen của nó trước. Con này được các em. Rồi, như vậy thì nó phải là con M13 chứ không phải con M10. Con M10 hơi bé nên gen nó bị tụt. Thì đặt con ốc này vào đây trước để đảm bảo là nó không chạy đi chạy lại. Đấy, thì lắp con ốc này vào đây trước. Thì đã thế phang cho nó hai con luôn. Thì chưa biết cái xoay đa hướng này nó xoay kiểu gì mà trong khi có khả năng cái trục này thay. Theo hướng dẫn này. Đấy. Khi các bạn vặn thì cũng vặn nhẹ tay thôi, vặn xoay đều, xoay nhẹ nhé, xoay đều hai bên để cho nó tì lực đều và cẩn thận. Cái cảm biến ấy, ở phía dưới của mình nó là một cái thanh rất mỏng của con cảm biến dò lai. Bản thân là cảm biến dò lai này nguyên tắc hoạt động nó rất hay, nó phát đèn này, nó phát ánh sáng hồng ngoại, nó có một mắt phát ra hồng ngoại và một mắt thu hồng ngoại. Khi mà nó vạch gặp vạch trắng ấy thì nó phát ra bao nhiêu thì nó thu được bấy nhiêu, nhưng khi gặp vào vạch đen ấy thì cái vạch đen nó sẽ hấp thụ làm cho cái mắt còn lại nó thu vào, nó không đủ tín hiệu, nó rơi vào trạng thái low, tức là khi đó nó phát hiện ra là có ấy. Như vậy ta nhận thấy rằng con trục lăn này nó không có chức năng xoay đi xoay lại mà nó chỉ có đỡ lực ở bụng. Khá thú vị đấy. Như vậy tới thời điểm này thầy đã lắp xong con thằng này theo đúng như là dây tín hiệu dò lai cảm biến. Ok rồi. Bây giờ
thò các cái dây này ra khe ở giữa. Ôi giời ơi, cái khe ở giữa của thầy nó đang bị vướng mất quả pin rồi. Đấy, như vậy thì rõ ràng quả pin của thầy sẽ phải dồn ngược trở lại. Vậy thì thầy tháo lỏng quả pin ra, thầy dồn cho nó lại đầu này. Khi dồn lại thì ta lưu ý ta nhẹ nhàng với các cái đầu dây, ta lôi nhẹ nhàng, bởi vì hàng stem mà người ta dùng nó cũng nhẹ nhàng. Bộ sản phẩm này là 3,4 triệu đấy các em ạ, nên ta dùng nó này rất chi là nhẹ nhàng. Cái dây này là nó là dây sạc, do đó các bạn để khéo léo nó ở chỗ nào đó, để trong cái quá trình mà khi ta lắp thành robot hoàn chỉnh rồi, các em có thể con dây này thầy sẽ lồng trước đấy đi, trước trước khi đặt quả pin vào thì nó sẽ phù hợp hơn. Thì nếu mà như thế này thì tí nữa con dây nó sẽ bị vòng lên trên, và rõ ràng thì có thể đặt con lần này nó sát vào đây cho nó lồng ra đây trước. Đấy, các bạn nhìn rõ chứ nhỉ, mảnh đứng lên tí nữa thì ngã rồi đấy. Sau khi thầy tạo ra các cái đầu này, nếu nó bị tụt thì các bạn sử dụng mỏ hàn thiếc, còn nếu không hàn được thiếc thì các em mang ra quán nhờ các bác thợ hàn thiếc, các quán sửa chữa điện tử ấy, hoặc là các em mua lấy cái mỏ hàn thiếc nó khoảng tầm 100k, mua ít thiếc về các em có thể hoàn toàn tự hàn được. Thầy rất hay hàn thiếc, hàn lung tung nhiều thứ. Như vậy tới thời điểm này chúng ta đã lắp xong cái motor, cái dây sạc này ta để khéo léo ở trong này nhé. Đấy. Như vậy tới thời điểm này ta đã thực hiện xong cái việc là lắp hai động cơ DC, lắp được quả pin, neo được quả pin, mắt được, lắp được bánh di chuyển đa hướng, mắt cảm biến. Rồi. Như vậy con robot của chúng ta tới thời điểm này ta đã lắp được như trên. Đấy. Bây giờ ở bước kế tiếp thì chúng ta sẽ thực hiện lắp cái bộ điều khiển trung tâm vào. Theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ lắp bộ điều khiển trung tâm vào. Ở đây nó sẽ có bốn cái ta tạm gọi là cái trụ đồng. Các trụ đồng này sẽ cách bộ điều khiển trung tâm nổi lên cao trong con robot của mình hầm hố hơn. Trong quá trình thi thì các bạn nên ra cái quán photocopy, các bạn in đề can tên trường của mình, logo của đội thi để làm cho cái robot của mình trông nó ngầu hơn. Thầy đang xem chân con này nó là chân nào, thì dưới Covid không nhỉ? Để thầy thử xem cái chân vít, cái trụ đồng ở đây thì như thầy vừa thử thì nó sẽ bị lọt vào. Để thầy thử đấy chứ. Như vậy cái trụ đồng của ta thầy ứng thử xem được. Cái này nó bộ vi xử lý, các bạn xử lý vô cùng khéo léo như nó nhé. Ta sẽ cầm đấy, theo hướng dẫn là cái đầu tròn này, đây, cái đầu này với cái đầu chân có chân kết nối đây, ta sẽ xoay về cùng một hướng để tí nữa ta cắm các cái dây này vào. Đấy, bây giờ ta ứng thử xem cái chân trụ của mình nó ở chỗ nào. Hóa ra chân trụ nó ở bốn hướng này. Như vậy thì ta sẽ lắp bốn chân trụ ở bốn cái vị trí đai ốc bên ngoài. Bây giờ thầy thử lại mà nhìn lại một lần nữa. Đúng luôn các em ạ. Thế là mình hành. Rồi, như vậy thì thầy sẽ cần bốn cái con ốc bé bé này để lắp vào bốn cái chân trụ. Con ốc này thì nó bé, như vậy là thầy sẽ phải lắp nó khá phức tạp đấy. Đáng ra cái việc lắp chân trụ này thì nên lắp trước thì nó sẽ thú vị hơn. Vậy lẽ bây giờ lắp cái ốc này rồi thì làm sao mà lắp chân trụ được? Theo cái chân trụ này ở đây thì nó lắp ở đây, nhưng mà lắp ở đây thì nó sẽ bị, nếu mà chân trụ lắp ở đây thì nó sẽ bị lệch mất. Như vậy con này chân trụ này xuyên sang bên kia phải sử dụng đai ốc. Đấy, các bạn nhận thấy rằng nếu mà cái chân trụ của mình là thuộc nhóm chân trụ to ấy, thì thử xem
hai cái chân trụ còn lại nó có to không. Nếu không thì nữa ta phải... Như vậy là lần sau thì khi mà lắp các bạn lắp chân trụ trước nhé. 20 phút để lắp con này mà chưa chắc ra thì cho mình đã lắp xong. Đúng là nó lòn thật các em. Như vậy thì ta sẽ phải lắp cái đai ốc ở đây. Sẽ khá khó khăn cho chúng ta. Bởi vì thì chỗ này ta sẽ đã lắp động cơ rồi, trên này đã lắp cảm biến rồi. Mà bây giờ lại lắp thêm một ốc ở chỗ này. Chi là giờ. Đây thì thầy sẽ phải lắp nào để lắp được cái con này đây. Khoan nhỉ. Vậy chúng ta phải lắp như này. Đánh ra con ốc này chúng ta phải lắp trước khi lắp động cơ. Và lắp động cơ xong được mình ghê. Vậy ta phải lắp. Như vậy chúng ta sẽ phải lắp lại. Buồn quá. Để xem còn bao nhiêu phút nữa. 16 phút rồi. Hồi 8 giờ bây giờ là 20 giờ rồi. Đã đến chuyên mục thầy phải làm rồi. Như vậy tới vừa rồi thầy đã lắp được một số cái. Một là lắp được quả pin, đai được quả pin, lắp được hai động cơ, lắp được cảm biến dò lai, bánh di chuyển đa hướng. Rồi 2 giây chúng ta sẽ lồng ra đây. Bây giờ thầy đang gặp một khó khăn, đó là thầy đã lại sang tới cái con trụ, thì con trụ này nó lại là chân bé nên thầy phải lắp lại con ốc. Như vậy ở video kế tiếp thầy sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục cái thao tác là lắp con ốc vào đây, sau đó ta thực hiện các bước tiếp theo nhé. Rồi chúc các bạn thành công ở buổi tí nữa, trong video tiếp theo thầy sẽ cùng với các bạn giải quyết tiếp các nhiệm vụ còn lại. Thầy chào các bạn nhé, bye. Hy vọng là cái ngày hội STEM này chúng ta sẽ ngoài cái việc học và lắp ráp robot để thi đấu thì ta cũng học đưa cái nội dung này vào từng buổi học và các em cũng tìm hiểu thêm về con robot này. Và coi như đây là nơi để khơi ra được đam mê sáng tạo của các bạn nhé. Và thầy tin chắc các em sẽ hoàn toàn làm chủ được công nghệ này. Đây là robot X-Bot và cái thầy đang chuẩn bị mở lớp để mời các em tham dự học lập trình điều khiển robot, tham gia các hoạt động STEM thi đấu. Rồi, thầy chào các bạn.